Cái này là rau răm. Rau răm thì mình trồng từ mình lấy cọng mình mà cho nó ngâm nước cho nó ra cái rú, ra rễ đó. Thì xong mình cắm xuống, khi mà rễ nó ra rồi mình cắm xuống thì nó lên rất là mau. Đó thì mình trồng chung quanh chỉ có mấy cọng thôi. Mà bây giờ nó mọc nguyên một chùm, nguyên một cái chậu bự như vậy. Đó. Thân này phai ra luôn. Thì lúc nào mình trồng mình cũng chừa chính giữa hết á. I open center here. Chừa chính giữa để mà tưới nước bón phân đồ đó, mình chính giữa ha. Còn bên hông, mình trồng bên hông là nó ra quá trời luôn. So this is how I grow this. I keep it center open and for water and fertilizer. That's for my herbs. Này đã ăn cũng mấy đợt rồi mà nó quá trời tốt luôn, tươi tốt, không cần bón phân nhiều đó ha, phân nào cũng được, phân gì cũng được, quan trọng là cái tưới nước chứ, cái để ăn đủ nước thì nó tươi tốt thôi, dễ trồng.